Nhìn thể hình mà nói thì cứ theo phán đoán của chúng tôi, tức là hai lô này cũng chỉ kẻ 8 vạn người nửa cân. Vâng, và đặc biệt là ở đây là hai trường phái vật khác nhau. Một bên thì là một đô đại diện cho Tây Tịu Từ Liêm Hà Nội, một bên là Phạm Văn Thắng, trường câu lạc bộ truyền thống của giới vật Hồng Hà chúng ta. Nhìn dáng dấp thì anh có mái đầu bạc gà trống hoa mơ, và trên nam có bài gà trống hoa mơ rất là hay, có nghe tôi đọc con nghe có đọc. Vâng. Để nhớ đô Phạm Văn Thắng, vai có bài thơ là anh là gà trống hoa mơ, anh đi đạp mái bạc phơ mái đầu, bạc đầu thì có sao đâu, nếu không đạp mái sống lâu là gì. Đó là bài thơ rất ấn tượng, nhưng mà đang hỏi đầu Bạch Kỳ. Xin giới thiệu trận thứ hai trong chương trình phá giải ba của hội. Giá trị của giải ba được trao bằng hiện vật giá trị là 13.500.000. Giữa đô Phạm Văn Thắng Quảng Hà mang trang phục đen tay đỏ gặp Phạm Văn Lâm của Tây Tịu Từ Liêm mang trang phục đen tay xanh. Điều khiển chính trọng tài Nguyễn Đình Lệ. Hai đô nghe theo lệnh của trọng tài chính. Theo lệnh trọng tài chống, xem nào. Ban tổ chức sẽ thông báo trước với hai đô là chúng tôi sẽ áp dụng luật thời gian. Hai đô sẽ phải thi đấu trong 3 hiệp, 2 hiệp chính và 1 hiệp phụ. Nếu 2 hiệp chính hiệp phụ mà có tỷ số bằng nhau, các dữ kiện tiêu cực và tích cực bằng nhau, thì ở giải pháp cuối cùng chúng tôi đưa lên cân, đô nào nhẹ cân đô đó sẽ thắng đấy. Vì thế cho nên các hàng đô thi đấu nhớ rõ. Trọng tài ra hiệu, trận đấu bắt đầu. Vào trong giải, chúng tôi sẽ áp dụng luật, áp dụng thời gian và xử lý các hình thức tích cực và tiêu cực. Câu nào chạy sới nhiều sẽ bị nhắc nhở. Nhắc nhở 2 lần sẽ bị cảnh cáo, và cảnh cáo 2 lần sẽ bị xử thua. Ở đây là miếng đánh chạy ra, chứ không phải là miếng đánh, chứ không phải là chạy sớm. Khi nào mà vừa qua là ở nhất, tức là ở vạch tiêu cực, thì vừa qua là đô Phạm Văn Thắng thực hiện miếng đánh như bị văng ra ngoài, trọng tài cắt cỏ. Ban tổ chức chúng tôi vừa nhận được tỉnh táo. Phải nói đô Phạm Văn Lâm cũng là một đô có truyền thống và có bề dày kinh nghiệm. Trước đó thì anh có phát hiện, nhưng ra đến biết tới thì anh bước ra. Nhưng tôi biết là nếu đối phương đánh thì sẽ ra ngoài giới, trọng tài sẽ cắt cỏ. Vì thế để tránh sự tiêu cực, là đô với Văn Lâm là phải chống bỏ được, ghi ra để không vi phạm luật.
và khi các đánh vào trong thì trọng tài có thể cho phép là nhận lượng miếng đánh đó, nhưng mà đánh ra ngoài một phần cơ thể nếu như ra ngoài rất sớm. Quang Cát Quế Hoài Đức và Nguyễn Minh Thượng Võ vào sới thay trang phục.